Hôm nay em đi hái rau, rau rừng về nấu ăn nha. Đây là rau tà bóp mọi người. Ở chỗ mọi người có rau này không? Ở đây có quả tầm bóp luôn. Tầm bóp chín rồi. Hơi nhỏ, mình hay ăn quả này lắm nè. Ăn nó chua chua, ướt sốt. Đó. Mình ăn quả tầm bóp này bao giờ chưa? Người gọi rau bóp bếp, người thì gọi rau tầm bóp. Mọi người gọi tên gì? Chỗ mọi người gọi tên gì? Chỗ mình gọi rau tầm bóp nhé. Ăn chua chua mọi người ạ.
Sao nào, ăn cái gì mà rớt đầy người này? Trời ơi, Thanks.